Xin chào bạn, chào ông quay trở lại kỹ thuật máy tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bật cái chế độ nhà phát triển của con máy Vivo E-Trimbus C. Để bật chế độ phát triển này thì đầu tiên ta sẽ vào cài đặt. Ta sẽ kéo xuống, chọn cài đặt khác, giới thiệu điện thoại. Đây, máy Vivo 1820 nhé. Để bật chế độ phát triển thì ta sẽ bấm vào cái phiên bản phần mềm này 7 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, bạn đang ở chế độ nhà phát triển. Để bấm chế độ phát triển thì đầu tiên ta sẽ back ra, kéo xuống dưới cùng. Nó sẽ có dòng tùy chọn nhà phát triển. Đây, nó sẽ có ở đây nhá, có cái chữ cảnh báo trên này nhá. Để không hiện thì tắt ở đây là xong, nó sẽ mất. Muốn hiện thì bật lại. Ok. Ta biết thì ta hãy chỉnh, không biết thì ta không nên chỉnh lung tung vì nó sẽ hỏng cái hệ điều hành của bạn nhá. Đây, ta có thể mở khóa của em này. Hello USB. Rồi, bây giờ tôi sẽ lướt qua một lượt cho các bạn xem nhé. Đó, hết. Thì tắt đi, tôi ấn vào đây. Xong. Rồi, vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn cách bật chế độ nhà phát triển của máy Vivo E-Trimbus C. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.